Trong video clip ngày hôm nay, Vang Vọng Sài Gòn sẽ giao lưu giới thiệu cùng quý vị một sản phẩm đồng hồ từ thương hiệu Jura, được đồng hồ Vang Vọng tuyển chọn nguyên bản từ Pháp. Chiếc đồng hồ về mã số 3566 sở hữu cho mình đó là một phần kiểu dáng thùng bè, như các bác có thể thấy rất là rõ nét đây. Một phần thùng bè thiết kế thùng cánh bướm, và nổi bật nhất trên phần mặt cánh chính là các cái phần vân gỗ nu, đúng không ạ? Các bác có thể thấy nhá, chúng ta sẽ có hai bên cánh được làm hoàn toàn đối xứng nhau. Trước hết là các cái phần đường lượn sóng tạo nên cái tên gọi là thùng cánh bướm. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có các cái lớp vân gỗ, các bác để ý này, những cái đường vân gỗ hoàn toàn tự nhiên và trong cái tình trạng sưu tầm còn rất đẹp, đối xứng nhau ở cả hai phía, được không ạ? Rồi, ở vị trí trung tâm, nếu như chúng ta nhìn vào vị trí ở giữa cánh thì sẽ thấy được cái vết nối của các cái phần vân gỗ nu ở bốn góc nhá. Và bốn góc này thì cũng được làm đối xứng nhau, rất là đồng đều. Khi chúng ta nhìn tổng thể từ phía ngoài thì thấy rất là vừa mắt, đúng không ạ? Rất là đều và đẹp. Trên mỗi bên cánh thì chúng ta sẽ có thêm các cái chi tiết của những cái chùm nho được chạm trổ với các bác nhé. Được chạm trổ vào điểm trực tiếp ở trên phần cánh thùng. Các cái chi tiết này thì được hoàn toàn thủ công, như các bác cũng biết rồi. Những cái chiếc đồng hồ EPR này thì nó cũng sẽ có cái niên đại từ những năm 1950. Rất là sâu đời rồi, đúng không ạ? Nhưng mà cái vẻ đẹp thì các bác có thể thấy nhá, Vang Vọng luôn luôn tuyển chọn những cái chiếc đồng hồ đẹp nhất để mà mang lên giao lưu cùng quý vị. Tình trạng còn rất là đẹp như các bác có thể thấy rõ ở đây, đúng không ạ? Rồi, ở phía bên ngoài thùng chúng ta sẽ có một phần chi tiết tay cầm, tay nắm cửa ở phía bên ngoài. Đó, phía dưới, mặt trên, mặt dưới thì đều là những cái phần kính trong suốt để cho chúng ta có thể nhìn được vào phía bên trong. Tính về tổng diện thiết kế, đây là một phần thùng bè với kích thước chiều cao là 58 và phần chiều ngang sẽ là 52. Đó, toàn bộ phần thiết kế em đã quay xong. Bây giờ thì mời các bác đi vào phía trong. Để mở phần cánh thùng thì các bác luôn luôn lưu ý giúp em là sẽ có hai phần khóa mổ cò như thế này. Các bác chỉ cần kéo lên, đó, cả trên cả dưới đều tương tự với nhau, và mở nhẹ nhàng phần cánh thùng ra. Thế là phần cánh sẽ được mở ra ngoài các bác nhé. Chúng ta sẽ có thể nhìn được vào ở phía trong đồng hồ. Trước hết thì các bác có thể để ý ở đây sẽ là một phần mặt lắc sáng này. Tay cót là một cái phụ kiện chắc chắn không thể thiếu được trên những chiếc đồng hồ côn, bởi vì mặt số sẽ có các cái phần lỗ cót và chúng ta sẽ sử dụng tay cót này để lên cót hàng tuần cho chiếc đồng hồ hoạt động một cách là ổn định nhất. Đó, bao ổ cót này các bác có thể thấy nhá, nó đảm bảo cho ba cái chức năng khác nhau của đồng hồ là chạy giờ, chạy nhạc và chạy cái tiếng chuông điểm. Khuyên cót, ba cái lỗ cót thì đều được bảo vệ bởi các cái phần khuyên cót kim loại ở phía bên ngoài, giúp cho chúng ta lên cót dễ dàng và bảo vệ mặt số đẹp hơn. Phần niềng, chúng ta cũng sẽ có một cái phần niềng mặt số bằng kim loại. Và nếu như em quay trở lại đến giờ các bác để ý thì cũng thấy rõ, đúng không ạ? Chiếc đồng hồ này có cho mình đó là một bộ số nổi các bác nhá. Khi chúng ta nhìn từ mọi góc cạnh thì các cái con số này nó sẽ nổi bật lên rất là rõ ràng, và chúng ta có thể theo dõi thời gian. Thêm một cái đặc điểm nữa của bộ mặt số nổi này, đó là vẻ đẹp của nó và cái màu sắc sẽ không bao giờ thay đổi các bác nhá. Rất là lâu bền trong quá trình sử dụng của chúng ta. Về bộ kim thì các bác có thể thấy đây là bộ kim đặc trưng của thương hiệu Jura rồi. Chúng ta hay gọi đây là bộ kim kiếm. Và tên của bản nhạc cũng được ghi rõ ở phía viền đây là Veritable Westminster. Đó, có một sự tương đồng, đó là chúng ta sẽ có những cái phần cần gạt ở đây các bác nhá. Các bác để ý nhá. Ở đây có một phần cần gạt để mà khóa cái phần chuông. Đó, em vừa gạt và mở lại thì sẽ khóa và mở cái tiếng chuông điểm giờ. Ở trên đây thì chúng ta sẽ có một phần bộ máy vách đồng, nồi cót đồng này. Các cái phần chi tiết máy đều là thép nhá. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có một phần bộ gông. Đây là củ gông gồm có 8 thanh thép. Đó, củ gông thép rất là đặc trưng của thương hiệu EPR. À, em xin lỗi, thương hiệu Jura. Đó, thương hiệu Jura. Mọi chi tiết nguyên bản và có một cái độ đẹp rất cao. Sau đây thì mời các bác cùng thưởng thức một chút âm thanh tiếng chuông của chiếc đồng hồ này. Đó, mặt số chỉ tròn 9 giờ thì chúng ta sẽ có cả bản nhạc Westminster gồm 16 nốt và sau đó có tiếng chuông điểm giờ theo cái số giờ mà kim ngắn chỉ, tức là 9 giờ ở đây. Đó, một chiếc đồng hồ Jura cho chúng ta một cái vẻ đẹp rất là mỹ mãn từ phần thiết kế thùng, âm thanh, giai điệu bản nhạc, rồi mọi chi tiết thì đều trong cái độ đẹp rất là cao.
Sản phẩm đồng hồ này về mã số là 3566. Các bác có thể liên hệ trực tiếp tới đồng hồ Vang Vọng theo hai số điện thoại là 0912011947 và 0912011928. Và đọc giúp em cái phần mã số này nhé. Tất cả bên nhân viên bên đồng hồ Vang Vọng sẽ hỗ trợ các bác trong cái quá trình giao lưu sản phẩm đồng hồ này. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi video.